Con gà cắt mà nó dãy nó dung cái sao là cái người lúc mà nằm xuống chết là nó dãy nó dung vậy. Ớn vậy nè. Ờ. Dùng mình dãy mà giặt nhảy con gà mình. Mà cái lúc đó là chú đi lại đó là ta chú liệm đó là thấy ta còn sống hay sao? Không, lúc đó ta nhờ mình lại coi sắp xếp để mà bả gần mắt đó. Ta nhờ mình lại sắp xếp đặng đợi để mà hàng dương là coi đi nhắc hàng từ thiện hay là đồ tính. Ờ. Dạ. Mua giải đó, mình lúc đó chưa có chết. Chưa chết. Nhưng mà họ vẫn dùng mình rồi họ làm đủ cách hết. Mà đi, nhưng đi không được. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú đi đến nhà chú Tư Ghê quý vị. Tại đây có một cái cốc nhỏ, chú Tư ở đây thì vừa làm cư sĩ canh điền, vừa tu tập tại đây, giúp xa đời, giúp xã hội. Thì cũng có một cái nhân duyên quen một chú. Chú Sáu Dẫn. Chú Sáu vì đã làm những công tác xã hội, công tác từ thiện cũng lâu rồi. Mà chú này đặc biệt là làm bên chôn cất từ thiện, vì liệm xác đó. Từ thiện thì có những cái câu chuyện nhân quả báo ứng đó vì đó. Thì Châu Phú nghe chú kể chung với chú Tư nãy giờ, Châu Phú nghe cũng giận ốc, nên nhờ chú có thể chia sẻ mà giấu tên của quý cô chú anh chị đã phải trả những cái căn bệnh thật là ngặt nghèo. Thì mong quý cô chú anh chị thông cảm quan hỷ nha. Mình chỉ dạ, kể đại Phật. Con chào chú Tư, chào chú Sáu. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là chúng con để là nói về cái nội dung cái nhân quả của thế gian. Dạ, thì thưa chú, hôm nay là con đi đến đây thì cũng có giác có duyên với chú Sáu hay gì đó mới gặp ha. Thì con chú trước tiên chú có thể giới thiệu đến quý bà con là chú làm cái nghề liệm xác giúp cho bà con đó thì bao lâu rồi chứ? Là năm nay nó là 10 năm rồi. Mà tính mình kể đi kiến thức 10 năm đi, còn cái kia mình thôi đi, không có kể thêm nữa. Vậy hả chú? Kiến thức là 10 năm. Còn 10 cái hành lang ngoài thì lúc chưa nhập á, thì cũng lâu lắm. Dạ. Cũng cũng thì 10 năm nữa đó. Dạ. Cũng như 20 năm thôi, mình kể tóm tắt là 10 năm thôi. 10 năm hết chứ. Ừ. Vậy thì trong cái mà 10 năm chú đi giúp đỡ cho bà con đó về cái phần mà tâm linh đó chứ. Có khi nào mà chú thấy cái người mà chú đã giúp đó người ta có về cảm ơn chú hay là đa tạ gì không chú? Không, không có đâu. Cái đó thì không có. Còn cái qua cái phần mà mình hiểu biết mà cứ như trong cái tháng đó đó. Yeah. Thì bao nhiêu người đó thì mình chỉ thấy, thí dụ rồi đi với ông già này đi đào lỗ móc hài cốt người này kia là 9 cái hay 10 cái đó, thì trong cái tháng đó là phải có là 9-10 người. Vậy đó hả? Ờ. Ủa vậy là chú có thường thường mà là hàng tháng là chú ưa thấy có cái vị đó đi cái vị lại kia lại là cái dưa vũ đi móc cốt. Dạ. Móc cốt người ta. Dạ. Mà thì mình biết thí dụ 5 lỗ cốt đó thì cứ như là 5 người, cái giờ 10 lỗ cốt là 10 người là trong cái tháng đó. Nhưng mà chú thường gặp không? Thì lúc đôi lúc nhiều khi vắng á thì ít, mà lúc nào mà có người rồi là nhiều. Có người mất rồi là là mình đã thấy vậy đó ha. Cho thấy trước có khoảng chừng là kinh tầng 2 tầng giống như là là bắt đầu từ từ đi tiếp đi tiếp dây hoài vậy đó. Dạ. Chứ còn cái vụ mà kêu mà mình làm rồi đó là ta lại cái người tâm linh đó, cái quan hồn người đó là lại mang ơn mình, thì thật sự là không có cái vụ đó, là chú chưa có gặp ha. Không có gặp đó. Chưa có nhiều người cũng tùy theo, tại vì là tùy theo cái nhân duyên ha. Mà theo đó đi theo cái nhân duyên đi. Theo chú nghĩ có cái quan hồn không, theo mà chú nghĩ á? Có chứ. Dạ. Đi phải có chứ. Dạ. Phải có chứ. Cũng có ha. Ừ. Nhưng mà chú bởi vì cái quan hồn này tôi nói bằng tóm tắt như thế là con nhỏ ở chết ngoài này nó đau nó chết. Dạ. Thì gia đình nhờ tôi đem vô chùa. Dạ. Về đó. Dạ. Đó, thì đem vô thì mình hiểu biết là nó không có tu, nó không chịu ở chùa. Thì thời gian đó tôi mới xuống nhà ông Hai Hòa tôi ngồi chơi. Thì tôi thường thường tôi đi á, mà bước ra đường tôi đọc chú Đại Bi. Thì về tới nhà. Thì cái bữa đó cái đúng là trong cái ngày cái ngày mở cửa mã đó. Là quay ngang tôi mới đi xuống nhà Hoài Hoàng chơi uống nước trà, mới đọc chú Đại Bi. Thì tôi mới vừa chạy xe đạp phân chưa được là 10 thước nữa. Là tôi thấy có người ở sau á. Là vậy phóng lên xe mình ngồi mà cái xe cái đầu xe đạp của mình nó quơ vậy đó. Dạ, nặng đạp đó. Mà mình sựng lại á, mình dòm nó bánh xe nó không có thấy xẹp.
mà mình bóp cũng không thấy sẹp. Mà thì tôi bóp mình, mà tôi cái vụ đó tôi không có sợ, chạy vừa tới vừa cái phất ngang chỗ cái ngay chăng trong cái lằn của nó, cái nhà của nó mà đi xuống dưới xà mà chôn đó. Là tới đó là cái xe nó bước là mới nó phóng xuống, là cái xe cái đầu xe nó phóng xuống, cái xe đầu xe mình vẫn quơ mà nó nhẹ đạp lại vậy là biết nó không có chịu ở chùa là nó về. Rồi mình mới thông qua với bà nội nó, giờ thôi thôi thỉnh nó về đi, nó không chịu ở chùa rồi. Đó là có một cái như vậy đó. Còn theo mà cái trong cái nhân quả đó là lão liễm mà nhiều người. Bởi vì cái có một cái chú này nè, toàn bộ là đâm hông heo là kiên da luôn. Thấy không, tới chừng chết rồi đó là máu ở trong họng nó tuôn ra như hoài, dĩ giả tới chừng nào mà vô liệm là phức thôi. Đó là cái là giờ tôi mới nói với mấy em kia ngồi nói chơi đây nè, trong cái đội nó là cái nhân quả, cái lực nhân quả đâm họng heo nè. Mằng không có nghĩ tới cái tội phước nó bây giờ nó vậy đó. Rồi còn thêm một vị nữa là cơm đổ nữa, thao tới từng sáng cái bệnh đau xuống rồi đó, là ba ngậu chỉ nói trời ơi dòi xung quanh mình tao quá khứ bay ô bay gì dòi đó mình nhúc con hết đó. Mà tôi cũng vẫn nói với trong cái đồng đội luôn, đó là gì, cái nghiệp quả của tiền kiếp của mình, hiện tiền mình làm, thành ra tới cái ngày mà mình đã cái phước mình phước báo nó hết rồi, là cái ứng quả đó nó mới đưa đến cho mình. Dạ. Đó là cái quả báo đó. Thấy không? Ghê hậu quả. Cái hậu quả. Dạ. Rồi còn một người mà ngày xưa là thường thường đi cắt cổ gà đó, để tôi nói chú nghe. Tới chừng mà ngày chết của họ rồi đó, không phải dắt là bình thường đâu. Con gà cắt mà nó dãy nó dung cái sao là cái người lúc mà nằm xuống chết là nó dãy nó dung vậy. Ớn vậy nè. Dùng mình giấy mà giặt nhớ con gà mà cái lúc đó là chú đi lại đó là ta chú liệm đó là thấy ta còn sống hay sao? Không, lúc đó ta nhờ mình lại coi sắp xếp để mà bả gần mắt đó, ta nhờ mình lại sắp xếp đặng đợi để mà hàng dương là coi đi nhắc hàng từ thiện hay là đồ mua giải đó, mình lúc đó chưa có chết. Nhưng mà họ vẫn dùng mình rồi họ làm đủ cách hết mà vẫn đi không được, con gà bị cắt cổ vậy. Rồi đó là bác sao không? Nhưng mà rồi tôi mới nguyện giái với là Tam Thánh Tổ Phật Thầy. Bây giờ mình mới nguyện những cái bài mà mình hỏi cái bà hồi xưa làm cái gì, mới nói bà đó cắt cổ gà không. Thôi giờ mà mình mới giái các quan hồn, quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp á. Quả đó theo đó. Thôi bây giờ tôi đọc cho một bài kinh giảng sanh, rồi tôi đọc thêm 7 biến chú đại bi nữa. Đó là để mà cho các vị đi đừng có đeo bám mà theo cái nghiệp lực nữa. Đặng cho bá giải mau giải thoát. Không? Thì tôi đọc vừa xong rồi đó thì bả từ từ bắt đầu cái tôi nguyện với giá từ từ rồi tôi bả mới dịu cái rồi là bả hết có đi không được. Chứ không có chịu chết. Cái bài kinh giảng sanh đó là chú thường hay đi đọc cho người ta không? Đọc chứ, đi hồi trước tôi đi tụng mà, tụng đám mà. Vậy hả? Bài đó nó dài không chứ? Nó cũng ngắn thôi, có chú đại bi nó dài, chú đại bi mà hỏi tắt ngang bây giờ thì bỏ lâu lắm rồi, mấy năm nay là có khoảng 6-7 năm rồi không có làm nữa, thành ra vậy. Còn cái bài kinh giảng sanh? Giảng sanh dạ, nó dễ lắm. Chú có thể chú đọc lại cái bài kinh giảng sanh viết định chương ngôn thập chương báo tương bồn tất thâm tịnh độ đà la ni nam mô a di đà bà dạ đa ta dạ đa đà được đà tha A di đô bà tỳ a di đắc đa bà tỳ a di dị đa tỳ ca lăng đế a di dị đa tỳ ca lăng đa già di nị già già na chế đa ca lệ ta bà ha in giang hết cái bài mà bọc mà của bên mà tôn giáo mà đọc bài tây phương đó tiếp dẫn tây phương vậy đó không? Nhưng mà đức thầy mới gịch trong cái này ra trong kinh á, có nghĩa mới gịch ra mà đọc cái bài tây phương đó. Vậy là thay vì á là nhờ đó là đức thầy có đôi lúc á mình đọc theo cái bài đó, của chú đọc đó. Chú giảng sanh đó thì đôi lúc người ta cũng không có hiểu. Không có hiểu mà đôi lúc cũng có đọc sai chữ mà cũng không biết luôn. Nên nó là đọc cái bài Tây Phương của Đức Thầy cũng được hả chứ? Cũng được, bởi vì thầy đã dịch trong cái bài kinh giảng sanh đó. Dạ. Đó, bài kinh mới đọc ra mới dịch ra. Bằng nếu mà nói về đó tu tại gia mà lấy cái bài kinh mà giảng sanh đó thì có thể là cái người tại gia thì không hiểu, có người hiểu người không. Rồi đọc nhiều khi gạch ra nó không đúng cũng tội. Dạ. Không? Thành ra nhưng thầy mới giúp các kinh các lực đưa ra cho chúng sanh đó, đó là cái người tu sĩ tại gia. Và vậy mới chứ trong kinh mới nói u bà tắc u bà di đó. Dạ. Người xuất gia người tại gia. Dạ. Vậy ha chú. Cảm ơn chú. Vậy chú là mang cho hỏi cái vị sư huynh mà bị cái nghiệp heo đó
là người ta làm nghề đâm heo hay sao chứ? Đâm heo chứ. Bởi mà coi như là thôi thôi nói về cái ông đó thì là ông đâm mướn mà. Đâm mướn ha. Ừ, hàng năm mà gọi một cái Tết đó, cái ông đó là không không dưới là 7 con. Là nó cái Tết thôi thôi. Dạ. Nó trong cái thí dụ mùng 29, 30, mùng 1 thì không có dưới 7 con. Còn ngày thường thường thì không biết nhiêu con nào mà nói. Ghê vậy hả? Nó thì y chết còn nhỏ tuổi đâu có lớn tuổi. Dạ. Mới có 52, 53 để đi dạo. Nhưng mà chú cho hỏi cái lúc mà đi nghe gia đình nói có. Thường thường con nghe kể những bà con ngày xưa đó mà có đâm heo á. Có người thì khò máu ở đâu trong họng giống như bị đâm khẹt khẹt hoài đó. Nhưng mà chú có nghe kể có la lên gì không? Cái ở ngoại thì tướng này đã chết thành phố đem trở về. Dạ. Trở về trong đêm đó luôn. Nhưng mà bước vô để mà là giờ mi đang mà để sắp xếp cho anh em vô liệm đó. Thì máu cứ tôi mới hỏi trong gia đình chứ bộ gì hoài vậy đó. Nó vậy đó anh ơi. Rồi tôi làm thinh tôi không có nói gì. Thì tôi nói đi với mấy anh kia nó thôi dán đi qua. Bây giờ nó lỡ mình làm từ thiện rồi. Nó cũng hôi tanh dữ lắm chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Dạ. Cứ máu chồng cứ đi dĩ giả in gian như thế mà chú nói mẹ chú bằng con cá mà chú để cái vỏ mà máu cái động là nó nhiễu chồng chồng cứ nó tuôn ra hoài vậy đó. Chừng nào mà vô bọc thì liệm mà đâu. Có con thấy mấy con heo mà người ta chở trên xe Honda chứ. Rồi lúc nhiều khi lâu lâu ở Long Xuyên con mới thấy nha. Thấy máu nó chảy ra liễu nhiễu. Nó dĩ gian vậy đó. Mình thấy mình cũng xót dạ nữa ta. Con heo mình thấy cái da của nó trắng cũng như gan mình vậy đó. Thấy cái cạo mà thấy nó con bông đó. Con bông con đen gì giờ cạo ra nó cũng vậy thôi cũng vắng rồi bởi vì thấy nó động lòng ha. Còn cái vụ mà bà cụ bà thấy dồi đó chứ thấy dồi là cái bà mắc mau không hay là trong cái thời gian bà bệnh bà thấy... nằm lâu lắm nằm 7-8 năm trời bà mắc gì đó ha. Chứ không phải mà làm sao mà bà bỏ cơm đồ nhiều là lý do nguyên nhân sao chú? Nguyên nhân là để cái thời xưa đó thì mình chú thì còn nhỏ không có hiểu. Thành ra mấy cái ông mà già ngày xưa mấy ông nói đó là cơm con của ông của bà con cháu mà ăn nó đổ đó, bà quét là thao vậy nè. Dạ. Đang đổ bỏ cho gà nó. Tại vì cái đó là ông già của chú này nè. Làm mướn cho cái nhà đó thành dạ. Chứng kiến mới biết chứng kiến đó. Vào cái cảnh đó thành ra cho nên nó tới chừng ngày mà bả cái phước báo bả hết đi dạ. Thành ra cho nên là cái nhân quả cái nghiệp lực đó nó mới chạy về cái xác thân của bả dạ. Vậy đó ghê ha. Như vậy á chú nghĩ là lỡ mà con ăn cơm con bị đổ gì đó rồi con hay là để ăn không hết nó thiêu sợ nó thiêu đó rồi cho những con cá rồi dưới hồ ăn hay là cho gà ăn vậy mà con có bị tội không? Không có đâu. Không có gì hết. Không có. Anh tôi nói đây nè. Đây tôi nói hết cho anh nghe. Anh ăn làm sao bất cứ anh ăn dư cái gì anh thảy xuống cái gì nó cũng dẫn tội anh hết. Cái nào cho thú vật ăn là cho thú vật ăn. Còn cái nào mình ăn là mình ăn. Thay thế tôi nói bây giờ tôi giả sử bây giờ chú Lợi nhà ông Dịch Tư này nè. Thay thế bây giờ ông nấu nước gì chú uống. Thấy không? Bắt đầu chú uống hơn nữa để gần hầu chú hát bỏ chú biết là cái tội quỷ hoại đó, công cán của cái người ta nấu ra đó chú, bất cứ những cái món gì chú phải dùng cho nó hết còn cái đạn mà giật á, cho loại thú vật ăn á, thì có chú có cái đồ viên là cho loại là gia súc nan đó thay thế bây giờ chú muốn ăn thí dụ 3 chén cơm phải không bây giờ chú bới khoảng 2 chén thôi. Thí dụ chú mới đói nữa thì chú còn muốn ăn cái bụng chú chưa no chú bới nửa chén nữa mình làm sao cho nó gói ghém cho đủ vào cái phần đó là cho nó hết cái bao tử của mình còn mình bỏ thí dụ cho chó ăn cái gì cũng vẫn được hết nhưng mà cái tội của mình là quỷ hoại hồng ngọc mình ăn không xài không hết mình bỏ rồi thí dụ giả sử như bây giờ mấy con chó này nó không ăn giờ cái hộp cơm này từ ở đâu là con gì ăn thấy không là tôi nói đó là cái nghiệp nhân quả nó chạy cứ như vậy đó. Đây tôi cũng xin chia sẻ phần này nha. Nói cái đó thì nó cũng có chứ không nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh nhân khi người ta đau quá ăn không được bỏ mứa dù vô cơm tiệm á nhưng mà có cái này nè tôi chê mấy người ăn cơm rồi cái biết khả năng vẫn còn ăn được nhưng mà bỏ đó còn nước mắm của người ta vô giót nước mắm rồi ớt giót cho nửa chung vậy đó
nước mắm ớt nước tương để cái chung tới chừng ăn rồi bỏ, cái đó là mấy cái hủy hoại cái đồng tiền cái tôi của. Còn thí dụ như tại vì đó tôi cũng có ở chùa thời gian, dụ như bỏ cái cơm đó ông muốn hết xong hồi hướng công đức cho tất cả những cái loài vật, thí dụ con cá ăn được, con cua ăn được, con ốc ăn, tất cả vi sinh vật nó nằm dưới đó ông cứ thì đổ vô. Bây giờ tôi nói với anh nó không cái quỷ hoại như thế này, quỷ hoại là quỷ hoại hột cơ gặp hột gạo đổ, quét đùa cơm á, quét đùa với con cháu mình nó đùa xuống đường uống nước vô cùng tội. Nhưng mà tôi nói một cái này là cái tâm linh nhớ hồi xưa hồi năm 77-78 đói vỏ phải mì đó, có nhầm người là còn phải nấu cháo ăn không có chơi nữa. Nhưng mà tôi ráng cố gắng, tôi là lượm cơm khô, cơm đổ, cơm thiêu, tôi rút lại tôi ăn. Tôi ăn rồi cái tôi phải biết cái cảnh đó, tôi mới trồng cái hộp gạo bây giờ vậy đó. Tôi thường nói với bà con hay con cháu tôi ráng trồng cái hộp gạo. Tại vì cái hộp gạo này ông bà mình xưa là kêu là cái hộp ngọc, mà tất cả những cái từ tiền kiếp của ông bà mình vẫn nhờ cái hộp gạo đó tới mình đó. Bây giờ là mình trồng cái hộp gạo nó trồng mình. Bởi bây giờ tôi thấy tôi về đây chứ gạo anh em có ăn hoài hay là con cháu tôi nó đem dập đó. Là mình trồng cái hộp gạo, là hộp gạo trồng mình. Cũng như tôi chú nể nang tôi, chú kêu anh Tư uống trà, tôn trọng tôi đi. Tôi tôn trọng lại, mà tôi nghĩ anh Tư ơi thằng đó này kia nọ, nó nói ra gì nói chuyện này rồi bắt đầu chú sẽ có cái thành kiến với tôi. Bao nếu mình tự đưa mình lên thì người ta hạ mình xuống, mà mình tự hạ mình xuống tôi đưa mình lên, ở đời nó có cái gì đó, nhân quả báo ứng là gì, nó cái trong cái phản tội nhiều hay tội ít, không có đường nào mà chạy sức không có tội, nghiệp nhân quả mà nghiệp nặng nghiệp mình nhẹ hậu hướng trong đó cái bởi vì cá hồi đó đi làm đám cũng gì người ta, sau này tôi không có làm đám nên tôi lý do sao không, mỗi khi mà làm đám rồi á, trong gia sự trong gia đạo á, họ sát sanh nhiều quá, thành ra có nghĩa là một người mình cậu muốn mất chết rồi, còn thêm 3-4 con nữa sao còn cậu nổi, thành ra tôi với ông ấy thôi nghỉ không có làm nữa. Nam mô A Di Đà Phật, con chân thành cảm ơn chú Tư cùng với chú Sáu đã chia sẻ cho con một cái video nhân quả báo ứng rất là tuyệt vời, để cho bà con có thể nghe những cái video này để quay đầu giác ngộ. Và con xin kính chúc cho chú Tư cùng với chú Sáu lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe để có thể làm những công tác xã hội và cống hiến cho đời cho đạo hoài nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con chào. Dạ vâng, thì kính thưa quý cô chú anh chị, video thì cũng đã dài, Châu Phú xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Cũng không quên cầu chúc toàn thể vị và các bạn có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an đem đến cho vị nha. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.